Đam Mỹ, Nguyệt Quang Thần Xuyến. Tác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 22. Các tình yêu của Thiện ơi, sau khi nghe truyện này xong, nếu như cảm thấy hay thì đừng quên nhấn vào nút subscribe, like and share để có thể ủng hộ cho Thiện cũng như tác giả nha. Và các bạn cũng đừng quên hãy nhớ vào trong trang Wattpad của Minh Nguyệt Vô Ưu để vote ủng hộ cho tác giả nhé. Lượt vote càng cao thì tác giả sẽ lại càng có thêm động lực để mà viết truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi Ngụy Châu xuống trạm xe bus thì trời đang mưa rất to. Cả con đường ngập trong làn nước lớn, người dân bị bỏng cùng xe máy lội nước. Tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng mưa rào rào vang vang trong đêm. Thắng dùng túi xách che trên đầu rồi chạy vào hẻm. Lúc này mấy bóng đen rất nhanh cũng đi theo. Nhưng rồi khi đến gần con đường rẽ vào chung cư thì bỗng dưng bọn chúng cảm thấy có cái thứ gì đó ngán ở dưới chân, làm cho vấp ngã xuống đất. Khi đứng lên thì không có còn nhìn thấy Hương Nguyệt Châu đâu nữa. Bọn chúng đấm tay vào trong từ một tiếng, miệng gầm gừ: Khốn kiếp! Một tên đi chung lên tiếng: Nè, vậy giờ tính sao chứ? Trở về báo giam chủ đi. Y nghe thấy mà không khỏi khiếp sợ trong lòng. Nè, ông chủ nhất định sẽ bực mình đó. Cái thằng đó vào trong nhà của cậu Trình ở lâu như vậy, bây giờ lại không biết nó là ai nữa. Tao chỉ sợ là ông chủ nó giận thôi. Nè, dù gì là cũng phải báo. Mất công ông chủ biết được chúng ta giấu thì chỉ có nước chết mà thôi. Hai bóng đen dứt lời liền rời đi. Cơn mưa vẫn cứ rền rã không dừng. Hoàng cảnh dù nhìn xuống đường thấy Ngụy Châu đang băng băng trong làn mưa trắng trời. Y vươn tay thu lại kết giới bảo vệ hắn ta. Khi nãy y biết có người theo sau Ngụy Châu, cho nên đã tạo ra một kết giới bao quanh hắn ta để những kẻ kia không có thể nhìn thấy hắn. Còn kẻ ngán đường hai kẻ đó chính là thuộc hạ mà Hoàng Cảnh Du sai theo để bảo vệ Ngụy Châu. Ôi dạ, hôm nay mưa to quá, con hẻm có một đoạn ngập nước. Ngụy Châu đang chạy dẫm vào một cái lỗ thủng trên đường, làm cho hắn ta ngã nhào xuống đất. Mẹ nó! Hắn lầm bầm chửi rồi nhặt đại túi xách trôi lên bên ở trên mặt nước. Hẳn là tài liệu đã ướt không ít rồi. Đường xa thì ngày càng xuống cấp. Hắn ta thanh niên trai tráng còn ngã, nếu là bà già ông già hẳn sẽ còn thê thảm hơn. Ngụy Châu đang nuôi cua đứng dậy thì bỗng dưng trên đầu khô ráo, không còn giọt mưa nào cả. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đang đứng ở trước mặt, cầm dù che cho mình. Tâm tư Ngụy Châu thoáng chút ngọt ngào. Hắn từ nhỏ cho đến lớn cũng chưa từng có ai đi đón mình vào lúc trời mưa như thế này, kể cả lúc nhỏ. Cho nên nói hắn ta không cảm động thì chính là nói dối. Đón em sao? Hoàng Cảnh Du từ trên hiếp mắt khinh thường nhìn Ngụy Châu. Hay dạ, bản tôn không đi đón em thì khi công ăn trả nữa rồi, chạy ra đây đứng làm cái gì chứ? Lội nước tắm mưa thì có gì thích đây? Bản tôn đây mới không có muốn ướt bộ lòng quý giá của mình đâu. Đúng là đồ ngu ngốc mà, hỏi thừa. Không có, ta đi ngang thôi. Rõ ràng là trái với lòng của mình. Xuy. Ngụy Châu bĩu môi một cái nhưng miệng vẫn cứ mỉm cười đến ngọt ngào. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của hắn ta, ánh mắt của Hoàng Cảnh Du thoáng chút tối sầm lại. Hèn gì, em đang cười bản tôn. Rõ ràng chính là cười bản tôn mà. Bản tôn đi ngang là bản tôn đi ngang thôi, có nghe thấy hay không chứ? Y tặng hắn một cái rồi khàn giọng. Về thôi. Hoàng Cảnh Du dứt lời liền cầm lấy dù đi trước. Được một đoạn quay lại,
thấy Ngụy Châu đang tập tễnh lội nước theo ở phía sau. Con không mau lên, ước được bây giờ đó. Hắn ta cười cười, cố gắng bước nhanh nhưng mà không có theo kịp y. Khi nãy ngã xuống, quần tay ở nơi đầu gối rách ra một mảng, da cũng bị trầy. Em thật phiền phức đó. Hoàng cảnh dù nói một câu như vậy rồi bỗng quay lại thô lỗ, nhét dù vào trong tay của Ngụy Châu, nắm lấy cánh tay còn lại của hắn ta, choàng lên trên cổ của mình rồi cõng lên trên lưng. Động tác kia liền mạch đến mức Ngụy Châu cũng không có thể nào phản ứng kịp. Em đâu có sao chứ? Hắn là đàn ông, lại để cho đàn ông cõng giữa đường như thế này. Trời còn sớm, để cho người quen nhìn thấy thì còn thể diện cái gì nữa chứ? Này cũng không có phải là chuyện tình lãng mạn trong phim Hàn Quốc đi. Nhưng người ta là con gái, được cõng cũng là bình thường thôi. Còn hắn là đàn ông, sức dài, dai rộng. Thấy hắn ta hơi dễ dậy, Hoàng cảnh du bực mình, đánh vào mông của hắn ta một cái tức là kêu. Thật chậm chạp đó, làm mất thời gian của ta. Ta đã muốn chết rồi, bụng thì dính vào lưng rồi đó. Em còn nó đi chơi, đúng là cái đồ hư hỏng mà. Hoàng cảnh du vừa đi vừa cầm rằm không dứt. Ngụy Châu nghe xong thì nhìn quanh một cái. Trời mưa nên đường về nhà cũng không còn ai. Dù gì bọn họ cũng đã xác định mối quan hệ rồi. Nếu ngại ngại ngùng ngùng như thế này, biết đâu lại làm cho Hoàng cảnh du giận thì sao chứ? Hắn nghĩ như vậy, cho nên cuối cùng ngoan ngoãn ôm lấy cổ của y, cầm từ từ tựa lên trên vai của y. Bỗng dưng hắn ta thật là thích lời cầm rạm này. Hắn không cảm thấy buồn chán, ngược lại lại còn cảm thấy vui vẻ. Đây là thứ hạnh phúc đơn giản với người khác, nhưng rất khó khăn hắn ta mới có được. Người đàn ông này hiếm khi nói lời ngọt ngào, thường nói ra toàn lời gây mất lòng người khác, nhưng mà hắn lại cảm thấy y rất đáng yêu. Có lẽ hoàn cảnh dù có tính biệt nữ, nhưng Ngụy Châu biết y quan tâm mình, cho nên trời mưa mới mang dù ra đường đón như vậy. Cõng mình cũng là bởi vì chân của mình bị thương. Ngụy Châu vừa nghĩ, vòng tay vừa ôm chặt lấy cổ của Hoàng Cảnh Du, lắng nghe hơi thở nhẹ nhẹ của y. Người này thật ấm, thân nhiệt của y thậm chí lại còn cao hơn người bình thường rất là nhiều lần, lúc nào cũng nóng hầm hập. Tán dù màu tím che trên mái đầu của hai người, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy từng luồng nước mưa rào rào rơi xuống vải dù, vỡ ra thành bọt nước tung tóe. Về đến nhà, Ngụy Châu tắm rửa xong ra ngoài lấy hộp cứu thương ra sát trùng vết thương. Hắn ta vừa rửa vừa nhìn Hoàng cảnh du đi qua đi lại không ngừng liếc mình. Ngốc nghếch, em là trẻ con hay sao chứ, đi mà cũng đi ngã sao? Ngụy Châu chỉ cười cười, tùy tiện lau khô vết thương rồi đặt hộp cứu thương sang một bên. Không dán sao? Hả? Bình thường người ta chính là hay dán, em mà không dán máu chảy ra thì sao chứ? Nhưng chỉ bị trầy sơ thôi. Ta nói nó nặng thì chính là nặng đó, không cẩn thận nhiễm trùng rồi tàn tật luôn thì sao chứ? Hoàng cảnh dù nói xong thì lấy chân của hắn ta đặt lên trên đùi của mình, sau đó thật cẩn thận lấy băng gạc quấn một lớp dày quanh đầu gối của hắn ta. Hành động rất vụng về, việc quấn băng đơn giản nhưng y cũng làm thành một nụi vô cùng xấu xí. Nhưng Ngụy Châu biết y quan tâm mình cho nên cũng không nói gì. Hắn hơn ai hết biết rất rõ giá trị của tình thương. Hoàn cảnh dù càng thương hắn ta, hắn lại càng trân trọng. Sau khi quấn xong, Hoàng cảnh du nhìn nhìn cái đòn bánh tét mình vừa quấn xong thì hết sức hài lòng, lại còn chạm chạm vỗ vỗ mấy cái. Rất đẹp đó. Nói xong y mang hộp cứu thương vào trong phòng cất thật cẩn thận.
Ngụy Châu đang ngồi trên sofa loay hoay kiểm tra tài liệu bị ướt trong túi sách, thì trên đầu xuất hiện thêm một chiếc khăn. Hoàng Cảnh Du xuyên qua lớp khăn, xoa xoa mái tóc ướt sũng của hắn ta. Hắn định nghiêng đầu lại thì tay của y cố định cổ của hắn ta không cho nhìn. Hắn mỉm cười rồi ngồi yên lặng ngoan ngoãn để cho y lau tóc cho mình. Hoàng Cảnh Du vừa lau lại vừa cau mày nhìn cái đầu nhỏ bên dưới. Càng lúc y lại càng phát hiện mình cưng chiều nhân loại bé nhỏ này. Ngày hôm nay lúc rảnh rỗi thì đều nhớ đến hắn ta. Hoàng Cảnh Du bỗng nắm lấy cầm của hắn ta kéo về phía sau, rồi hôn xuống môi của hắn ta một cái, sau đó tách ra nhìn hắn. Nhắm mắt lại. Không cho nhìn ta. Ngụy Châu thật là muốn cười. Bỗng Hoàng Cảnh Du rất nhanh ra ở phía trước, rồi đến bên cạnh của Ngụy Châu ngồi xuống đối diện cùng với hắn ta. Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du dường như tai của y có một chút đỏ. Hay nhỉ, đại gia ngày đây cũng biết mắc cỡ hay sao chứ. Chẳng trách gì lúc nãy bắt hắn ta nhắm mắt lại. Ngụy Châu bỗng thấy y thật là đáng yêu. Hắn vươn tay lên chạm vào trong má của y một cái, rồi tiến đến đặt lên trên môi của y một nụ hôn, làm cho Hoàng Cảnh Du hít một ngụm khí. Y nhắm nghiền mắt rồi mở ra nghiến răng. Dâm đảng cho xem hả? Hả? Vừa dứt lời, y liền đè hắn ta ngã xuống sofa, rất nhanh hôn xuống cổ của hắn ta, vùi đầu vào trong gáy của hắn ta cắn mút mấy cái. Răng nanh liền để lại trên cổ của hắn ta một vết trầy. Hắn vì đau khẽ trên một tiếng. Ta thích em. Hoàng Cảnh Du vừa hôn lại vừa thì thầm bên tai của Ngụy Châu. Hắn đột nhiên thấy đầu mũi của mình có một chút xót. Hạnh phúc này có phải rất thần kỳ rồi hay không chứ? Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy tương lai của mình tối tăm, mù mịt tựa như giai đoạn này. Nhưng trong lúc tưởng rằng mình bế tắc nhất, bỗng dưng xuất hiện một Hoàng Cảnh Du. Cho đến bây giờ hắn ta vẫn chưa biết nhiều về y, chưa biết y từ đâu đến, vì sao lại ở bên cạnh mình. Thời gian này hắn ta cũng tìm được một việc làm như ý muốn. Mọi thứ thay đổi theo cái chiều hướng hoàn toàn khác so với trước đây. Liệu có phải cuộc đời của hắn ta đã bắt đầu sang trang mới rồi hay không chứ? Là ông trời bù đắp cho 20 mấy năm sống ở trong thiếu hụt của hắn ta sao? Ngụy Châu rất hạnh phúc. Hắn thích người đàn ông trước mặt này. Cũng không biết thích nhiều hay là ít, nhưng trái tim của hắn ta đập mãnh liệt mỗi khi nhìn thấy y, mỗi khi nghe giọng nói khàn khàn trầm thấp của y. Anh vì sao lại thích em chứ? Anh lúc đầu vì sao lại đi theo em? Hả? Trong lúc đầu óc rối bời, hắn ta hỏi một câu như vậy. Giọng mềm bên tai của Hoàng Cảnh Du: không quan trọng. Quan trọng là bây giờ ta đang ở cùng với em. Hoàng Cảnh Du không trả lời vấn đề của hắn ta, mà tiếp tục vùi đầu hôn ở trên tai trên cổ của hắn. Bàn tay từ lúc nào đã cởi nút áo của hắn ta, vùi đầu vào ngực của hắn ta liếm lọng. Ngụy Châu toàn thân nóng hầm hập. Hắn ta không có khống chế được lần tay xuống, cởi bỏ khóa quần của Hoàng Cảnh Du. Gấp như vậy sao? Không phải là anh sao chứ? Không phải. Ta thấy em gấp, cho nên chỉ muốn giúp em thôi. Biết y có cái tính nói ngược, Ngụy Châu cười cười. Vậy anh giúp em đi. Hả? Hoàng Cảnh Du trong chớp mắt lộn hết quần áo của cả hai người, đè hắn ta trên sofa, không ngừng hôn lên trên thân thể của hắn. Thứ đó của ngài trên cơ bản con người không thể nào mà so sánh được. Huống hồ gì
nơi đó của cậu Hứa sinh ra không có phải là phục vụ cho cái chuyện này, vì vậy rất là dễ gây nên tổn thương. Cho nên ít nhất thời gian này cần là phải kiên cử đó. Lời của Nhiếp Tình nói mấy ngày trước bỗng văng vẳng bên tai của Hoàng Cảnh Du, đang lúc cao trào lại phải ngừng. Y bực mình liền ôm lấy Ngụy Châu ngồi lên trên đùi của mình, cắn mạnh vào trong môi của hắn ta một cái. Hay giờ bản tôn đang rất tức giận đó. Trước mặt chỉ là thân thể mà mình tâm tâm niệm niệm suốt ngày hôm nay, bây giờ lại không thể ăn chứ. Thật là tức chết bản tôn mà. Ngụy Châu bỗng bị cắn một cái, dục vọng bị khơi mào phút chốc mềm xuống. Nắm lấy nó cho ta. Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, bao lấy dục vọng quỳ. Ngụy Châu không hiểu lắm, đi nhìn y. Làm đi. Hoàng Cảnh Du bực mình ra lệnh. Sau này khi em hoàn toàn biến thành bán yêu thì một ngày phải cho ta làm 3 lần, nhất định em phải bù đắp cho chịu đựng của bản tôn đây ngày hôm nay. Trong cuộc đời của bản tôn chưa có ai để bản tôn đây phải nhìn đâu. Em chính là người đầu tiên đó. Thứ hư hỏng này. Ngụy Châu không hiểu. Hay dạ, tại vì sao lại phải dùng tay chứ? Hay là y đang muốn thử kỹ thuật gì mới sao? Hắn đành phải cố gắng phối hợp, nhưng mà làm đến mỏi tay cũng không có thấy gì khác, cho nên hỏi một câu. Nhưng mà vì sao chứ? Hắn vẫn không hiểu vì sao y lại không chịu đi vào mà lại bắt hắn ta phải động tay. Lòng bàn tay của hắn ta vì thời gian lao động nặng nhọc mà có những cái nốt chai sừng gồ lên. Hoàng Cảnh Du liền dùng nó bạo lực mà chà sát lên trên dục vọng của mình. Y ôm lấy hắn ta thật là chặt, vừa hôn hắn lại vừa thở nặng nề. Ngụy Châu chán nản nằm ở trong ngực của y, nhìn đôi bàn tay mỏi nhừ của mình. Hay vậy, đúng là cái thứ chồng trời đánh mà. Chẳng lẽ mới làm có vài lần đã không còn sức rồi hay sao chứ? Thật là tức chết hắn ta mà. Sau cả buổi gần gũi không có như ý muốn, Ngụy Châu tắm rửa rồi nấu cơm. Hoàng Cảnh Du không theo thói quen cũ lên trên giường ngủ, mà là chuyển địa bàn sang bàn ăn cơm, ngồi chống đầu nhìn hắn ta một bên bận rộn. Ngụy Châu lại càng bực mình hơn. Hắn ta cả ngày mệt mỏi đi làm, lúc trở về lại còn đè mình ra dằn vặt. Hiện tại sung sướng rồi thì lại ngồi đó nhìn mình nấu cơm sao chứ? Ngụy Châu vừa làm xong thì đặt cái nồi cơm xuống bàn, cạch một tiếng. Hay giờ, này là gì chứ? Đang muốn thể hiện thái độ với bản tôn hay sao chứ? Lúc này bản tôn còn chưa mắng em đâu, vừa làm vừa ngủ. Hiện tại là còn dám dùng cái thái độ đó với bản tôn sao? Phản rồi. Có cái người bạn đời nào giống như em chứ? Bạn đời của cái lũ thuộc hạ của y chẳng phải đều vô cùng dịu dàng hay sao chứ? Một dạ hai vân, còn bạn đời của y lại công khai cái thái độ với y, thật là không ngoan mà. Hai người lặng lẽ ăn cơm. Sau khi xong xuôi, y vào trong giường hờn dỗi nằm. Chờ mãi mà vẫn không có thấy Ngụy Châu bước vào. Hắn lúc này đang ngồi trên sofa mở máy tính làm việc. Y nằm mãi đến chán, cho nên chắp tay ở sau mông ra ngoài uống nước. Lại còn cố ý làm nên động tĩnh lớn gây sự chú ý của Ngụy Châu, nhưng mà hắn ta một chút cũng không để ý. Đến gần 12 giờ đêm, Hoàng Cảnh Du liền lớn giọng mà gọi. Đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu. Ngụy Châu nghe thấy thì nhìn màn hình máy vi tính, mới phát hiện ra đã rất khuya rồi. Hắn nghỉ 3 ngày, hôm nay công việc rất là nhiều, khiến cho hắn ta không thể nào không mang việc về nhà để mà làm. Nhưng mà Hoàng Cảnh Du ở trong kia thì lại không biết, còn tưởng rằng hắn ta đang làm mình làm mấy với mình. Thật là bực chết y mà. Ngụy Châu vào trong phòng vén chăn nằm xuống. Hoàng Cảnh Du liền nhích người qua, vòng tay ôm lấy eo của hắn ta.
Ta đợi em rất lâu rồi đó. Đợi sao? Đợi làm gì chứ? Ta chỉ là sợ em thức khuya bệnh, là ta quan tâm em. Ngụy Châu cười cười, rồi thành thật nhắm mắt lại ngủ. Bỗng mông bị vỗ bóp một tiếng. Nói vậy rồi ngủ sao? Hả? Chứ không phải anh nói khuya rồi hay sao chứ? Hoàng Cảnh Du giận dỗi, hậm hực quay mặt đi. Nói một câu cũng là không thèm. Ngụy Châu bất giác nhếch môi lên cười. Người này tính tình càng lúc lại càng trẻ con như vậy, thật là hắn ta cũng không hiểu nổi y. Tối mai anh có rảnh không chứ? Thật lâu sau y mới trả lời. Làm gì? Mẹ của Thứ Bạch về nước đó. Nói đến đó, bỗng Ngụy Châu nhớ đến tính cách quái dị của Hoàng Cảnh Du. Sợ đến đó, y nhìn thấy đồ đạc nhà của Thiếu Bạch lại nói là quê mùa. Khi đó mất công lại phiền phức, mà chắc gì y sẽ đi chứ. Từ ngày sống cùng với nhau, hắn ta chưa có từng nhìn thấy y rời khỏi nhà bao giờ cả. Cuối cùng, hắn ta quyết định không nói ra. Chờ một lúc không có thấy Ngụy Châu động tĩnh gì, Hoàng Cảnh Du quay sang hỏi. Cái gì? Không gì cả. Ngủ đi. Nói. Hoàng Cảnh Du bỗng siết nhẹ cổ của hắn ta lắc lắc, làm cho Ngụy Châu bật cười ha hả. Sau đó y nhào sang đè hắn ta cuộn hôn. Trong phòng lại vang lên cái tiếng cười đùa, đùa giỡn trêu chọc. Thuộc hạ của Hoàng Cảnh Du ngồi bên ngoài ban công tắm mưa, không khỏi nhìn nhau rầu rĩ. Kình Thiên lúc này đang nằm bên cạnh của Thiếu Bạch, hệt như ngày hôm qua. Đợi lúc mà Thiếu Bạch ngủ, y đến nhà rồi lại lén lút ôm lấy hắn ta. Tối hôm nay, thuộc hạ báo cáo lịch trình sinh hoạt một ngày của Trịnh Thiếu Bạch. Y nghe nói có một người đàn ông vào trong ngôi nhà này, gần một giờ mới trở về. Nhưng đáng tiếc lại để mất dấu kẻ kia. Cho nên rốt cuộc, y cũng là không có biết hắn ta là người nào cả. Trịnh Thiếu Bạch bình thường hiếm khi nào qua lại cùng với ai, vậy mà hôm nay lại có người đến nhà tìm. Kình Thiên ban đầu nghe thấy thì có một chút tức giận. Gần đây y càng lúc lại càng dễ nóng nảy hơn, nhất là khi nghe tin tức liên quan đến Trịnh Thiếu Bạch. Mấy ngày trước, khi nghe thuộc hạ nói bọn chúng nghe được tin tức từ cái bọn yêu quái đồn với nhau là Hoàng Cảnh Du đang để ý một nam nhân nào đó. Người đó bị bệnh tim, được y mang về, lại còn ở cùng với nhau 3 ngày 3 đêm không rời khỏi. Nam sinh đó ngọt ngào đến mức đã khiến cho Hoàng Cảnh Du tận hứng. Kình Thiên nhớ khi mình nghe được tin tức đó, đã điên cuồng đến mức đánh gãy chân của thuộc hạ của mình, sau đó mang Hứa Đông Phong ra giày vò. Nhớ đến Hứa Đồng Phong, Kình Thiên liền lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó. Vừa gọi, bàn tay của y vừa sờ sờ trên gò má của Trịnh Thiếu Bạch, sờ đến sinh nghiện. Nó nhớ lại chuyện của kiếp trước hay chưa? Dạ, vẫn chưa. Tiếp tục dùng độc, đến khi nào nó nhớ lại thì thôi. Nhưng mà ông chủ à, nó hiện tại khát tình đã sắp chết rồi, chỉ sợ là không có thể nào tiếp tục dùng độc đâu. Thỏa mãn nó đi, rồi tiếp tục dùng độc, cho người chơi nó, rồi lập tức quay phim lại cho ta. Ta chính là muốn những cái cảnh đó sau này Hoàng Cảnh Du phải nhìn thấy. Dạ ông chủ. Kình Thiên tắt máy, liền nhướng mày một cái. Thứ độc mà y dùng cho Hứa Đồng Phong chính là thứ độc mà Trần Minh Hiền dùng ở trên người của Ngụy Châu. Kình Thiên muốn bức Hứa Đồng Phong nhớ lại chuyện của kiếp trước, sau đó mang hắn ta một thân tàn tạ ném cho Hoàng Cảnh Du. Như vậy sẽ có rất nhiều chuyện hay ho xảy ra.
Kình Thiên Y thực là mong chờ. Cho dù chuyện đã qua rất nhiều năm rồi, nhưng mà Kình Thiên cho rằng Hoàng Cảnh Du vẫn cứ còn nhớ nhung Tô Kỳ. Hứa đồng phòng với Tô Kỳ, dung mạo hoàn toàn giống nhau, lại xinh đẹp phơi phới như vậy. Một kẻ thích người đẹp như Hoàng Cảnh Du nhất định sẽ động tâm. Huống hồ Hoàng Cảnh Du trên đời này ghét nhất chính là ai mà dám đụng vào đồ của mình. Tô Kỳ kiếp trước dù gì cũng là thanh mai trúc mã, còn suýt chút nữa đã trở thành bạn đời của y, cho nên ít nhiều giữa bọn họ cũng đã có rất nhiều kỷ niệm. Dù là hiện tại qua rất nhiều năm, nhưng trong lòng của Hoàng Cảnh Du thì Tô Kỳ vẫn là người của mình. Nếu nhìn thấy Tô Kỳ thê thảm như vậy, hẳn rằng y sẽ vô cùng tức giận. Sự tức giận của Hoàng Cảnh Du chính là điều mà Kình Thiên muốn nhìn thấy nhất. Kình Thiên nằm xuống ôm lấy Thiếu Bạch trong ngực của mình. Thiếu Bạch, Thiếu Bạch à. Y lặp lại lời nói của mình. Nếu nhầm đây biến thành bạn yêu thì có thể ở cùng với tôi hay không chứ? Y khẽ vuốt ve gương mặt của hắn ta. Kình Thiên đã từng nghĩ đến chuyện biến hắn ta thành bán yêu, nhưng sức khỏe của hắn ta rất yếu ớt, quá trình biến thành bán yêu sẽ phải trải qua nhiều đau đớn, chỉ sợ trái tim nhỏ bé này của hắn ta không chịu nổi. Kình Thiên khẽ thở dài một hơi. Ngoài kia cơn mưa nặng hạt vẫn cứ rì rào. Lúc này tại ngôi biệt thự của nhà họ Trần, trong căn phòng xa hoa trang trí màu hồng nhạt, không có một chút ánh đèn. Bên ngoài chớp nhoáng những đạo sấm sét, làm cho rèm cửa sổ màu trắng sáng lên. Trên chiếc giường trắng muốt không có người nằm. Tại góc phòng, Trần Mai Hoa đang ngồi co ro dưới đất, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, không ngừng trung chạy, trong mắt chằng chịt tơ máu lơ đạn ở trong không khí. Cô đã được Đỗ Duy mang về nhà lúc chiều nay. Người nhà họ Trần nhìn thấy cô ở trước cửa nhà thì ai nấy đều giật mình. Mấy ngày nay không tin tức, họ đã báo cảnh sát, chỉ là báo chí bị cấm đăng tin tức này. Tập đoàn Thiên Hoa là một tập đoàn lớn, Trần Mai Hoa là một trong những người thừa kế hợp pháp của Thiên Hoa, cho nên những thông tin như thế này nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Huống hồ gì Mai Hoa là tiểu thư danh giá, nếu như chuyện mất tích bắt cóc lộ ra, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Trần tìm mấy ngày nay sốt ruột chạy đông chạy tây tìm con gái, chiều nay vừa trở về vậy mà lại nhìn thấy Mai Hoa đang đứng thất thần ở cổng lớn. Khi nhìn thấy y, cô lại còn thoáng chút run sợ. Y hỏi mấy ngày nay cô đã ở đâu, cô chỉ nói là vì buồn cho nên đi đây đi đó cho khuây khỏa. Nhìn thấy cô không vui cho nên Trần tìm cũng không hỏi nữa. Lúc chiều mẹ của cô có đến, cũng mới vừa rời đi không lâu. Ngôi biệt thự này có chút cổ xưa, nàng ta không thích ở cho nên đã sớm mua một căn hộ ở ngay trung tâm thành phố, vừa về nước đã dọn đến đó ở. Trần Kính Hoa đi diễn xa cho nên bọn họ không có báo cho hắn ta. Ở ngôi nhà này chỉ còn có ông bà ngoại của Mai Hoa, nhưng bọn họ cũng đã già rồi. Trần tìm việc không có an tâm về Mai Hoa nên đêm nay ở lại thư phòng phía đối diện. Đừng đến đây, đừng đến đây mà. Mai Hoa thì thầm phát lên từng tiếng trên nhỏ vụn vặt trong cổ họng. Cô vò cái mái tóc của mình thành một đoàn, hai tay ôm đầu gối siết chặt lại, cơ thể gầy yếu. Cô hiện tại không dám ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh của Trần Minh Hiền từ như hoa như quỷ cứ ám lấy tâm trí của cô. Cô nhớ đến cảnh mình chạy rồi lại bị y túm được, nắm lê kéo lê ở trên mặt đường đầy đá nhọn. Đừng đến đây,
Đừng đến đây mà. Đừng đến. Mai Hoa cứ ngồi ở đó cho đến khi ngửi thấy trong không khí có một cái mùi thơm thoang thoảng, rồi ngã xuống sàn nhà liệm đi. Đỗ Duy từ cửa sổ phòng của Mai Hoa phóng vào, nhìn thấy cô ta nằm ở trên mặt đất thì cái chặt lưỡi lắc đầu. Sau đó khom xuống ôm lấy cô, mang đến giường, thật cẩn thận kéo chăn đến tận cổ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Mai Hoa không thể mới mấy ngày mà bình phục lại hoàn toàn. Dù là những cái vết thương trên thân thể đã được nhiếp tình chữa lành, nhưng mà tổn thương ở trong tâm hồn của cô mãi mãi cũng không thể nào cứu chữa được. Hôm nay để Mai Hoa trở về, vì nơi này cô có người thân. Ở chỗ kia cả một đám yêu quái, lại còn là đàn ông, không có thể nào chăm sóc cho cô tử tế. Cô hiện tại nhìn thấy người lạ thì đều sẽ vô thức co rúm người lại. Buổi chiều hôm nay mang Mai Hoa trở về, ngồi ở trong xe, nhìn thấy cô ta gặp Trần Tiềm, nhưng mà nét sợ hãi vẫn cứ hiện hữu. Cho dù là cô đã cố gắng che giấu thì Đỗ Duy đã biết trước. Lúc mình đến, thế nào thì cũng nhìn thấy cảnh tượng Mai Hoa như thế này. Đỗ Duy nắm lấy bàn tay của cô, đặt lên trên bụng của cô, rồi khẽ vỗ vỗ mấy cái. Thật xin lỗi, là tôi đây đã làm liên lụy đến cô. Y thì thầm mấy câu, sau đó ngồi thêm một lúc nữa rồi rất nhanh rời đi. Mấy ngày nay y cùng với người của mình truy tìm Trần Minh Hiên, nhưng y cứ giống như biến mất vào trong không khí, một chút tin tức cũng là không có. Đỗ Duy biết loại độc kia hắn đã tàn phá Trần Minh Hiên không ít, chỉ e là hiện tại đã ăn sâu vào trong lục phủ ngũ tạng. Việc có Trần Mai Hoa chẳng qua chỉ là giữ được mạng sống nhất thời cho Trần Minh Hiên mà thôi, còn để có thể bình phục giống như Hứa Nguyệt Châu là chuyện không thể. Thứ nhất, Hứa Nguyệt Châu đã có nhiếp tình giải đến 9 phần độc dược ở trong cơ thể, và cái số lượng độc hắn ta trúng cũng không nhiều. Còn Trần Minh Hiên kia thì hoàn toàn khác. Hôm đó Đỗ Duy đã đổ toàn bộ cái gói thuốc lớn vào trong miệng của y, lại không có nhiếp tình giải độc. Hiện tại Trần Minh Hiên đã trở thành bán yêu cùng với cái số độc không có được giải kia. Đỗ Duy tự hỏi, không biết rằng y có biến thành cái con quái vật nào hay là không chứ. Bất quá hiện tại y cũng không có thể nào suy nghĩ nhiều, chỉ có thể cho quân đi tìm Trần Minh Hiên khắp nơi, tránh để liên lụy đến người vô tội. Ngày hôm sau, Ngụy Châu vẫn cứ đến công ty làm bình thường. Hôm nay trời mưa từ rất sớm. Sáng, Hoàng Cảnh Du đã sai người từ khách sạn mang xe đến đón Ngụy Châu đi làm. Hắn ta đương nhiên cũng không có ngu ngốc mà từ chối. Hắn ta vốn là người thực tế, cũng không có sợ mấy cái lời gièm pha hoặc là tỏ vẻ khách sáo gì mà không hưởng đãi ngộ, được chồng của mình chăm sóc. Khi mà hắn ta đến công ty, cũng có mấy người cùng phòng làm việc nhìn thấy, nhưng bọn họ nghĩ hắn ta thuê Uber mà thôi. Nhưng mà Uber cũng không có chiếc sang đến như vậy hay sao chứ? Hẳn là tiền trả không ít rồi. Hơ Nguyễn Châu đó mới cùng với cô chủ qua lại thì đã từ xe bích chuyển sang đi Uber rồi. Đà, đúng là hẹn hò cùng với người giàu có khác hả? Nè, cậu ta lại chứ? Trước nghe nói chỉ là một cái tên công nhân khuôn giác mà thôi, nay trèo lên được trên giường của cô chủ mới được vào đây làm đó. Nhưng mà cái thứ trai bao đó sớm muộn gì cũng bị cô chủ đá mà thôi. Nè, người thừa kế thứ hai của tập đoàn Thiên Hoa có thể lấy một cái tên không xứng đáng như vậy hay sao chứ? Thôi 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 đi, được ngày nào biết ngày đó, cũng may mắn cho hắn ta lắm rồi đó. Lời đồn thổi độc ác cứ không ngừng bay lượn ở trong phòng giám sát kỹ thuật. Chỉ là Hương Ngụy Châu hoàn toàn không có để đến mình đang là trung tâm của thị phi. Trưa ngày hôm đó, đang ăn cơm ở căng tin của nhân viên Thiên Hoa thì
Bỗng người trưởng phòng hỏi Ngụy Châu một câu. Hắn ta buổi sáng đến cổng trường vừa trở về, bụng đói đến muốn chết, cúi đầu xì xụp mà ăn cơm. Ngụy Châu à, cô qua chừng nào mới đi làm vậy chứ? Tôi đang có vài việc muốn hỏi cô ấy đây. Ngụy Châu lúc này mới ngẩng đầu lên. Cô qua không đi làm sao chú? Ủa nè, cái này bộ cô không biết sao? Ngụy Châu không hiểu ý lắm, nhìn y. Nhìn thấy cái vẻ ngạc nhiên của hắn ta, người quản lý dường như đã đoán ra được chuyện gì đó. Y đành thở dài một cái, mặt có một chút ngượng ngùng. Hey, cô qua không có đi làm năm ngày rồi, tôi lại còn tưởng là... Sao ạ? Ngụy Châu giật mình. Chú có hỏi thư ký của cô ấy chưa? Ở bên phía thư ký chỉ nói là cô ấy bận việc nhà mà thôi. Ngụy Châu nghe xong thì cảm thấy không ổn. Bình thường Trần Mai Hoa là người tham công tiếc việc, cô sẽ không có chuyện 5 ngày mà không đến công ty. Nói vậy cậu cũng không biết sao? Ngụy Châu không trả lời, chỉ mím môi một cái. Bình thường đối với cô gái này, Ngụy Châu rất là có hảo cảm. Cô lại chính là người giúp hắn ta đổi phận. Dù là do bản thân của hắn ta cứu cô, nhưng mà không có phải ai cũng có thể đền đáp giống như Mai Hoa được. Ngụy Châu ăn nhanh cái phần cơm của mình, sau đó gọi cho Mai Hoa. Nhưng gọi đến mấy lần vẫn không có thấy người bắt máy. Hắn ta bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên. Ngụy Châu suy nghĩ một lúc, quyết định đến tầng làm việc của Mai Hoa tìm thư ký của cô. Ủa, anh Hứa à, anh đến có gì gì không hả? Cô qua hiện tại không có ở đây đâu. Người này rất là niềm nở với Ngụy Châu. Nàng ta biết rõ hắn ta chính là hồng nhân bên cạnh của sếp mình, cho nên cũng không có tùy ý đắc tội. Chị cho tôi hỏi, cô qua bộ có chuyện gì hay sao mà không đến công ty chứ? Thư ký mím môi. Dạ, về cái việc này em cũng không biết nữa. Chị nghe bên phía của thư ký của chủ tịch thông báo là cô ấy bận việc nhà. Ngụy Châu rủ mắt. Thiệt ra thì em cũng có hỏi đó, nhưng mà bên phía công ty từ trước cho đến giờ, chuyện cá nhân của cấp trên thì cấp dưới như chúng ta đây không được quyền biết đâu. Thư ký ngầm bổ sung thêm một câu. Ngụy Châu đương nhiên hiểu đây chính là chuyện đương nhiên, những công ty lớn đều là như vậy. Hắn ta đành phải rầu rĩ trở về. Chiều ngày hôm đó, lúc tan tầm, Ngụy Châu vừa rời khỏi thang máy thì nghe thấy âm thanh cười nói ở phía sau lưng, bỗng dưng im bặt. Hắn liền biết hẳn là chủ tịch đang đi về cái hướng này. Ngụy Châu rất nhanh đến một góc khuất chờ sẵn. Hắn thực sự rất là muốn hỏi thăm Trần Mai Hoa, nhưng có lẽ cũng chỉ có chủ tịch là người biết rõ nhất. Trần Tiềm cùng với thư ký của mình từ thang máy đi ra, sắc mặt có một chút trầm. Hôm nay y mặc một bộ tay trang màu xám, mái tóc điểm phong sương, làm cho cái nét phong trần lại càng thêm lắng động. Nè, cô nhớ những gì tôi đã nói khi nãy chứ? Nhớ chuẩn bị kỹ đó. Dạ, chủ tịch an tâm. Ừ. Ngụy Châu đứng ở một góc nghe rất rõ giọng nói của Trần Tiềm. Bỗng dưng hắn lại cảm thấy có chút hồi hộp. Không hiểu sao trái tim trong lồng ngực đập mãnh liệt, một cảm giác rất là khó hiểu đang dần dần xâm chiếm cảm xúc của hắn ta. Khi Trần Tiềm vừa lướt qua, hắn ta lập tức chạy theo mà gọi lại. Chủ tịch à? Trần Tiềm nghe thấy liền xoay đầu lại.